Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 201 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Thê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ Kỳ Linh bay một lát tới khu vực sương mù kia. Hiện tại sương mù màu vàng che kín hư không, Kỳ Linh có thể cảm ứng được thanh hoa ấn ký của mình cộng minh, hiển nhiên có thứ gì đó đang chờ ở phía trước. Sao sương mù này? Kỳ Linh duỗi tay cô đọng một đạo kiếm quang, kiếm quang dài vạn trượng trực tiếp xẹt qua sương mù màu vàng trước mặt, dường như xẹt qua không khí vậy, kiếm quang không có tổn hại chút nào, dường như sương mù không có bất kỳ tính công kích nào cũng như tính nguy hiểm gì cả. Kỳ Linh nói thầm, nói cho ta cảm giác uy hiếp chính là sâu trong sương mù màu vàng kia. Kỳ Linh lại duỗi tay phải ra, tay phải tăng vọt lớn vạn trượng và chạm vào sương mù. Cũng không trách Kỳ Linh cẩn thận như thế, bất kể là cảm giác uy hiếp trong tối tăm hay kiểu trọng hỗn độn cấm chế thần kỳ đều làm cho Kỳ Linh không dám phất lờ chút nào. Kỳ Linh xem ra người có thể sáng chế ra kiểu trọng hỗn độn cấm chế cũng là tồn tại sánh ngang chúa tể vĩ đại và đăng tôn giả. Đúng là không có tính công kích, chỉ là một loại năng lượng thuộc kim thuộc tính thôi. Kỳ Linh không có dùng thần niệm dò xét, chỉ có thể thông qua biện pháp như vậy cẩn thận mà dò xét. Vù, Kỳ Linh bay vào trong sương mù màu vàng. Tuy sương mù màu vàng tràn ngập ở các nơi, dùng thị lực của Kỳ Linh có thể nhìn thấu ngàn vạn dặm xa xa. Kỳ Linh dùng tốc độ gấp 2 lần tốc độ ánh sáng để phi hành. Dù sao phạm vi ngàn vạn dặm không nhỏ, nhưng nếu như Kỳ Linh dùng tốc độ nhanh nhất để phi hành sẽ là tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm là quá nguy hiểm. Sao? Ánh mắt Kỳ Linh quét qua, bên ngoài phạm vi tầm mắt ngàn vạn dặm xuất hiện một con dị thú xuyên sơn giáp, toàn thân màu vàng, toàn thân đầy lân phiến đang phi hành. Mỗi một lần nó phi hành đều lướt qua một đường vòng cung, nhanh gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Kỳ Linh không có cảm giác được có bao nhiêu uy hiếp trên người của nó. Nên tránh đi là tốt nhất, hiện tại không phải thời điểm nên làm phức tạp lên. Kỳ Linh có chủ ý cho nên đã bay đi, thi triển ra vô ảnh độn thuật. Toàn thân Kỳ Linh dung là một thể với sương mù, mắt thường căn bản nhìn không thấu, dị thú kia cũng không có phát hiện ra. Kỳ Linh phi hành 18 canh giờ trong sương mù màu vàng, thanh hoa ấn ký cộng minh cũng càng ngày càng mạnh hơn. Lúc này hắn đã đi sâu vào trong sương mù. Sao nhiều dị thú như vậy ư? Ánh mắt Kỳ Linh quét qua, hắn nhìn thấy ngoài xa có 23 dị thú màu vàng kia, hình thể có lớn có nhỏ, thực sự làm cho Kỳ Linh có cảm giác bị uy hiếp. Cho ta cảm giác uy hiếp không mạnh, có lẽ không khó ứng phó. Lúc trước ta phát hiện có một con lẻ loi một mình, tại sao nơi này tụ tập 23 con dị thú như vậy? Hoàn cảnh càng kỳ dị lại càng sinh ra một ít sinh mệnh đặc thù và dị thú. Như thủy hành giả, bối tháp lai ách cũng là sinh mệnh đặc thù, có được trí tuệ đủ cao, sẽ tu hành và ngộ đạo. Những dị thú này có trí tuệ khá thấp, cùng loại với trùng thú, căn bản không có cách nào tu luyện. Tính mạng vũ trụ sinh sôi nảy nở, bọn chúng cũng có con đường cường hóa của mình, thế nhưng nhất định sẽ thất bại. Chúng không có khả năng thành tựu vĩnh hằng, chúng có chiến lực rất mạnh. Tại sao chúng tụ tập tại nơi này? Hang ổ của chúng hay sao? Nội tâm Kỳ Linh cảm thấy hiếu kỳ, lấy vô ảnh độn thuật nhích lại tới gần. Tới chừng 200 vạn dặm, Kỳ Linh đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy tất cả dị thú phân tán ra và vây quanh hình thành vòng tròn ở trung ương. Ở giữa bọn chúng là một hạt châu đang tỏa ra lực lượng. 23 đầu dị thú kia không ngừng hấp nuốt lực lượng của hạt châu, thôn phệ lực lượng màu vàng của dị thú. Trí tuệ của chúng hiểu rõ, chỉ cần cắn nuốt lực lượng của dị châu sẽ mạnh hơn, chúng có năng lực sinh tồn sẽ cao hơn. Sao? Đây là... Kỳ Linh nhướng mày, ngay sau đó hắn cực kỳ khiếp sợ. Vạn bảo kim sát ư? Là hạch tâm khôi lỗi tứ bộ vạn bảo kim sát trong truyền thuyết sao? Ta thực sự gặp may mắn rồi, vậy mà lại gặp được vạn bảo kim sát tại nơi này. Khôi lỗi thực lực đạo quân tứ bộ vô cùng thưa thớt, bởi vì tài liệu hạch tâm của chúng cũng vô cùng ít, luyện chế rất khó. Chúng cần tài liệu hiếm thấy, còn cần một viên vạn bảo kim sát làm hạch tâm. Có thể nói có một viên vạn bảo kim sát đã gom đủ một nửa tài liệu luyện chế khôi lỗi đạo quân tứ bộ, có thể làm cho hạch tâm. Trừ vạn bảo kim sát còn có nhiều kỳ bảo khác nhưng không quá hiếm thấy. Dùng nó luyện chế pháp bảo thì pháp bảo có thể tùy ý biến hóa hình thái, thậm chí có thể biến hóa thành áo sát, biến hóa thành thần kiếm,
mà uy lực là vĩnh hằng cực phẩm. Đương nhiên, luyện chế pháp bảo thật lãng phí, đều dùng để luyện chế khôi lỗi, đạo quân tứ bộ. Khôi lỗi như vậy, thân thể so sánh với vĩnh hằng cực phẩm, bản thân lại thiên biến vạn hóa, tuyệt đối là kiên thịt tốt nhất. Vĩnh hằng đế quân là đôi khi đều dùng chúng làm đồ bảo vệ tính mạng. Ta phải gom góp tài liệu và mời luyện khí đại sư vất vả luyện chế thôi. Kỳ Linh thầm nghĩ, có vạn bảo kiếm sắt này, không ít thế lực trường kỳ đối ngoại để thu mua, giá cả tại 3.000 vạn phương tới 4.000 vạn phương. Rất nhiều đại năng đều chủ động thu mua cái này. Thế nhưng không có ai ngốc cả, phải biết rằng bảo vật hiếm thấy chân chính đều là lấy vật đổi vật. Hỗn độn linh dịch ai mà không có đây, bảo bối không phải ai cũng có, có chút ít kỳ bảo căn bản không biết nơi để tìm mua. Kỳ Linh có vạn bảo kim sắt mới có thể lấy vật đổi vật được, đạt được một ít kỳ bảo chân chính hắn thiếu trong tương lai. Những kỳ bảo kia người ta không thèm đổi bằng hỗn độn linh dịch, trừ khi Kỳ Linh ra giá gấp 2, gấp 3 lần. Còn không có phát hiện ngọn nguồn thanh hoa ấn ký cộng minh, lại phát hiện ra một viên vạn bảo kim sắt này. Kỳ Linh hưng phấn nói, rắc rối duy nhất chính là 23 con dị thú kia. Kỳ Linh nhìn 23 đầu dị thú kia, đôi mắt hơi nheo lại. Giết! Kỳ Linh căn bản không có chút do dự, lúc này hắn không ngừng nhích tới gần. Bất cứ đại năng nào đối mặt với cảnh này đều làm như thế cả, bởi vì đụng phải bảo bối như vạn bảo kiếm sát mà không có lấy, đó mới gọi là ngu xuẩn. Cần biết chúa tể chết đi chỉ cho Kỳ Linh 5.000 vạn phương linh dịch mà thôi, giá trị không nhiều hơn một viên vạn bảo kiếm sát là bao nhiêu. Một viên vạn bảo kiếm sát còn chân quý hơn vĩnh hằng thần huyết rất nhiều. Vù! Kỳ Linh thi triển vô ảnh độn thuật, lặng lẽ tới gần 100 vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm. Trong một đám dị thú, có một con dị thú khổng lồ, hấp thu là mạnh nhất. Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu nhìn sang vị trí Kỳ Linh và đôi mắt thâm thúy bắn ra ánh sáng. Nó giống lớn một tiếng, thật đinh tai nhức góc. Gào! Tiếng giống xé sách hư không, vô số khí lưu bị xé sách hư không và bay thẳng về phía Kỳ Linh. Bị phát hiện rồi, giết! Kỳ Linh gia tăng tốc độ, trực tiếp tăng lên tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, đồng thời bên ngoài thân thể thả ra lôi điện màu vàng, dòng nước màu trắng. Ngay sau đó, dòng xoáy lôi thủy đại quy mô bao phủ đám dị thú và bên trong phạm vi của mình. Bành bành bành. Âm thanh như đá vỡ vụn, liên tiếp có 10 con dị thú nhỏ nổ tung vì không chịu nổi áp lực. Lân giáp của chúng dạn nứt, về sau đã hóa thành tro bụi vô cùng nhanh chóng. Vừa mới giao thủ, 23 đầu dị thú đã chết đi một nửa. Giết chết người xâm nhập kia! Dị thú hình thể lớn nhất gào thét, đám dị thú khác đỏ mắt nhìn chằm chằm về phía Kỳ Linh. Keng keng keng! Kỳ Linh sử dụng 3 đầu 6 tay, cầm 6 thanh tắc khổng kiếm liên tiếp ngăn cản đám dị thú vây công. Vào lúc ngăn cản công kích, Kỳ Linh cảm giác đạo thần lực kỳ quái không ngừng truyền vào thân thể của mình, chui qua áo giáp chúa tể không ngừng thẩm thấu vào thể nội của mình, làm thân thể của mình có cảm giác bị tê liệt. Công kích thật quỷ dị, ta có áo giáp chúa tể còn có cảm giác này, nếu là đạo quân tứ bộ chỉ sợ phải chết tại nơi này thôi. Nội tâm Kỳ Linh buông lỏng, bởi vì đám dị thú phát triển trong hoàn cảnh đặc thù, thủ đoạn chỉ có một, có chút dị thú trời sinh am hiểu ảo cảnh, thậm chí có vài loại trời sinh am hiểu trận pháp, có chút trời sinh tốc độ rất nhanh, đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng cũng có. Nếu như gặp phải thứ khắc chế chính mình, Kỳ Linh sẽ gặp phiền toái lớn. Những dị thú khải giáp trước mặt tiến công mang theo một ít quỷ dị, nhưng Kỳ Linh không sợ, chính là thứ này có áo sát chú tể và thần thể sánh ngang vĩnh hằng hạ phẩm, muốn thương tổn đến Kỳ Linh là quá khó khăn. Giết! Kiếm thuật của Kỳ Linh huyền diệu, cảnh giới của hắn vượt xa đám dị thú kia. Phốc! Kiếm quang lóe lên, xuyên thẳng qua đầu lâu của đám dị thú, đầu lâu của chúng nổ tung, toàn bộ khí quan trong người cũng bị đánh nát. Phốc phốc phốc! Kỳ Linh giống như thần kiếm, vô cùng sắc bén, kiếm đạo trung thực như nhỏ máu, xuyên thấu lực rất mạnh. Những dị thú khải giáp này có thể ngăn cản vòng xoáy lôi thủy của Kỳ Linh, nhưng không thể ngăn cản kiếm của hắn. Lúc này giữa không trung còn có 3 đầu dị thú. Đây là 3 đầu dị thú hình thể lớn nhất, cũng là dị thú khải giáp có phòng ngự mạnh nhất ở đây. Kiếm của Kỳ Linh cũng không xuyên thấu qua được. Gào! Người xâm nhập đáng chết mà! 3 đầu dị thú khải giáp mạnh nhất đã tức giận, chúng với công điên cuồng hơn trước. Mỗi một lần giao thủ với Kỳ Linh đều có lực lượng kỳ dị truyền vào người. Bỗng nhiên Kỳ Linh thu hồi 5 thanh kiếm, chỉ còn lại 1 thanh. 6 cánh tay của hắn đều cầm một thanh này và giơ lên cao. Trường kiếm trong tay của hắn bổ xuống với tốc độ lá cây rơi, khi thì nhanh như sấm sét trong tự nhiên,
Lúc này tích lũy giống như núi lửa sắp phun trào vậy. Kiếm trong tay Kỳ Linh nhìn như cứng đối cứng, kỳ thực là đường cong mơ hồ bất định, tránh né chảo của dị thú khải giáp, trực tiếp oanh kích lên đầu lâu của nó. Hắn đang khi dễ đám dị thú cảnh giới thấp này, nếu gặp cao thủ như Thanh Phong Thánh Chủ là đạo quân tứ bộ, Kỳ Linh có phát huy tốc độ tới mức tận cùng, Thanh Phong Thánh Chủ đều có thể ngăn cản tất cả kiếm của Kỳ Linh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân thể của dị thú khải giáp run rẩy, tuy khí quan trong người nó cứng cỏi, nhưng cuối cùng vẫn kém thần thông hộ thể của người tu hành. Thân thể người tu hành trong ngoài như một, mà dị thú khải sát có lân sáp vô cùng cứng cỏi, khí quan bên trong lại vô cùng yếu ớt. Kỳ Linh bổ xuống một kiếm uy mãnh nhất, tất cả khí quan bị đánh cho nát bấy, bị mất mạng tại chỗ. Thân thể dị thú mềm nhũn, sau đó liền bay ngược về sau và trôi nổi trên hư không. Thân thể của nó ngẫu nhiên có chút run rẩy, lỗ mũi khóe miệng có máu chảy ra ngoài. Lại đến thêm một con nữa. Kỳ Linh có bộ pháp như lợi kiếm, hắn sử dụng tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, thân hình xuất hiện trước mặt dị thú khải sát bên kia. Đầu dị thú gào thét đầy phẫn nộ. Bành! Lại có tiếng nổ vang lên. Giấy giụa thì thế nào đây, bị oanh kích vào đầu, đầu dị thú khải sát kia bay đi, nó đã không còn chút sinh cơ nào nữa, chỉ còn lại có mình ngây thôi. Ánh mắt Kỳ Linh rơi vào đầu dị thú hình thể lớn nhất kia, trước đó cũng là nó phát hiện ra Kỳ Linh trước tiên. Người xâm nhập nơi tộc ta sinh tồn, ngươi phải chết thôi. Đầu dị thú khải giáp này quát lớn, khải giáp trên người của nó vô cùng nặng nề, lực lượng càng khủng bố hơn những con khác. Bành! Kỳ Linh giận dữ lao tới, sáu cánh tay của hắn cầm thần kiếm bổ thẳng vào đầu của dị thú khải giáp này. Tiếng nổ mạnh vang lên, hư không chung quanh vỡ vụn, đầu dị thú khải giáp kia lùi lại phía sau. Hắn chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Kỳ Linh, trong mắt có đầy sát cơ. Cái gì? Kỳ Linh biến sắc, phòng ngự của khải giáp quá nghịch thiên, công kích chín diện mà nó không chết. Gào! Dị thú khải giáp lao tới, cái đuôi của nó trực tiếp càn quét tới nơi đây. Kỳ Linh lại cầm sáu thanh Bắc Khổng kiếm, tốc độ của hắn phát huy tới mức tận cùng, vòng xoáy lôi thủy áp chế đối thủ. Phốc! Keng! Oanh! Hoặc là chói tai, hoặc là trầm thấp, hoặc là rất nhỏ, âm thanh vỡ vụn sinh ra, hư không chung quanh tan nát, lấp đầy, vỡ vụn, lấp đầy. Kỳ Linh không ngừng chém giết thảm thiết với đầu dị thú lớn nhất kia. Phù! Chỉ thấy hai đạo kiếm quang giống như dây thừng mềm mại trói dị thú khải giáp vào. Không, không! Dị thú khải giáp gào thét, nó kiệt lực giãy giụa. Nếu như giãy giụa thoát ra được mới là chê cười. Kỳ Linh tươi cười nói, đối mặt với dị thú khải giáp hung hãn, thích hợp lấy nhu thắng cương. Kỳ Linh sử dụng Bắc Khổng kiếm trói chặt đầu dị thú khải giáp vào. Bắc Khổng kiếm chính là bảo kiếm do khí hỏa đế quân luyện chế vì Kỳ Linh, thích hợp làm bổn mạng thần binh, bao gồm các phương hướng kiếm đạo, có thể hung mãnh, có thể âm lãnh, có thể quỷ dị, cương nhu tương tế. Cương giống như trọng kiếm, nhu dường như dây thừng mềm mại, đây chính là Bắc Khổng kiếm. Thu! Kỳ Linh xuất ra một hồ lô và mở nút ra, đầu dị thú khải sáp lớn nhất giấy rụa gào thét bay vào miệng hồ lô, đi theo hai đạo kiếm quang lên từ miệng hồ lô bay vào trong, rơi xuống trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh lại vung tay lên thu thi thể dị thú khải giáp chung quanh. Những dị thú khải giáp này có giáp khải hiếm có, thích hợp dùng làm tài liệu luyện khí. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Kỳ Linh thở ra một hơi, vì đánh thắng trận chiến này, Kỳ Linh đã thi triển tất cả thủ đoạn. Vạn bảo kiếm sát của ta. Ánh mắt Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào viên vạn bảo kiếm sát, đây mới là thứ hắn muốn. Kỳ Linh tiến lên, duỗi tay phải ra bắt lấy vạn bảo kiếm sát và kéo vào trong người. Tạch tạch tạch. Vô số sương mù màu vàng chung quanh rung động, giống như có dây thừng kết nối chúng với vạn bảo kiếm sát vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Linh sững sờ, hắn được kéo một cái, vạn bảo kiếm sát giống như mọc rễ trong hư không, sương mù màu vàng phạm vi mấy ngàn vạn dặm chung quanh chấn động mạnh. Kỳ Linh đình chỉ kéo và sương mù bình thường trở lại. Xem ra sương mù màu vàng chung quanh có quan hệ tới vạn bảo kiếm sát kia. Kỳ Linh hiểu ra, về sau hắn lại dùng toàn lực. Bành! Hư không chung quanh sinh ra tiếng nổ vang, một viên vạn bảo kiếm sát bị Kỳ Linh thu vào trong tay, về sau trực tiếp thu vào trong thế giới động thiên. Ầm ầm! Sương mù màu vàng chung quanh chấn động mãnh liệt, điên cuồng bao phủ chung quanh, thậm chí trong quá trình này đã bắt đầu mỏng manh, thậm chí trực tiếp biến mất. Chung quanh Kỳ Linh vô cùng tinh khiết, hoàn toàn không có chút sương mù màu vàng nào cả. Kỳ Linh sững sờ nhìn chung quanh,
phạm vi mấy trăm bức dặm xung quanh hoàn toàn không có sương mù màu vàng, bên ngoài mấy trăm bức dặm mới có sương mù màu vàng. Kỳ Linh nhìn theo hướng Thanh Hoa ấn ký cộng minh, chính là ở khu vực sương mù màu vàng cách đó mấy trăm bức dặm, loáng thoáng có thứ gì đó cực lớn mang hình dạng động phủ. Sao là động phủ? Đôi mắt Kỳ Linh sáng ngời. Mấy trăm bức dặm xung quanh đều là tinh khiết, một ít dị thú khải giáp đang vây quanh, xung quanh trước kia đều là sương mù màu vàng, tại sao đột nhiên lại không có đây? Về sau ánh mắt đều nhìn lên người thanh niên áo trắng. Gào! Người xâm nhập, giết! Phạm vi mấy trăm bức dặm có mấy ngàn đầu dị thú khải giáp, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, phẫn nộ gào thét và lao tới giết Kỳ Linh. Kỳ Linh sợ hãi nhảy dựng lên, phạm vi mấy trăm bức dặm còn có rất nhiều dị thú khải giáp như thế ư? Thậm chí có mấy chục đầu, hình thể không kém gì dị thú khải giáp thủ lĩnh lúc nãy. Sát! Còn có một đầu dị thú toàn thân đen kịt, tỏa ra uy áp kinh người, ánh mắt của nó lạnh như băng, mang theo sát ý và ngẩng đầu gào thét. Rầm rầm rầm. Tiếng gào thét của nó hình thành gợn sóng, lập tức trùng kích tới trước mặt. Gợn sóng truyền ra xa thật nhanh, phạm vi hư không gần đức vạn dặm đều bị tiếng gào bao phủ. Kỳ Linh nhìn thấy dị thú khải giáp kia chính là uy hiếp lớn nhất với mình, thậm chí uy hiếp còn mạnh hơn khi gặp Thanh Phong Thánh Chủ rất nhiều. Hắn hiểu khi giao thủ chính thức, hắn có khả năng sẽ phải bỏ mạng. Đi nhanh thôi. Kỳ Linh nhanh chóng thi triển vô ảnh độn thuật và biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn đầu dị thú khải giáp không ngừng sững sờ, sững sốt. Phía nơi không này bị lực lượng vô cùng đậm đặc bao phủ. Lực lượng vũ trụ bổn nguyên tránh lui, thần niệm của Kỳ Linh không cách nào dò xét được. Hơn nữa, đám dị thú cũng không thể dò xét Kỳ Linh, bởi vì khoảng cách Kỳ Linh cách đầu dị thú khải giáp gần nhất cũng là mấy ngàn vạn dặm. Căn bản không cách nào xác định được vị trí chuẩn xác của Kỳ Linh. Vèo! Kỳ Linh dùng tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng thi triển vô ảnh độn thuật chạy trốn. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn phía nơi không này không thể dò xét được, nếu không ta trốn cũng không thoát được. Gào! Tìm kiếm Kỳ Linh không có kết quả. Đầu dị thú lân giáp màu đen ngửa đầu gào thét, tiếng gầm cừ làm hư không xung quanh rung động lắc lư và vỡ vụn. Một ít dị thú khải giáp bên cạnh nó cũng phải tránh lui ra xa. Kỳ Linh chạy trốn ra xa, hắn bay thẳng về hướng Thanh Hoa ấn ký cộng minh. Phù! Lại bay vào trong sương mù màu vàng lần nữa, xuyên thấu qua sương mù màu vàng và nhìn thấy hình dáng động phủ vô cùng nguy nga. Sao là một tòa động phủ ư? Kỳ Linh không ngừng bay tới gần, nhìn núi làm ngựa chết, nhìn thấy hình dạng nguy nga của động phủ làm cho Kỳ Linh đã phi hành suốt 5 canh giờ. Trong quá trình này, hắn gặp được 2 viên vạn bảo kim sát. Đáng tiếc chung quanh mỗi viên như thế đều tụ tập hơn 1 vạn đầu dị thú khải giáp, hơn nữa còn có dị thú khải giáp màu đen kịt. Từ xa nhìn thấy hơn vạn đầu dị thú khải giáp vần quanh một viên vạn bảo kim sát, Kỳ Linh chỉ cần nhìn đã cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Hắn có cảm giác chỉ cần phất tay một cái, chỉ sợ hắn sẽ bị đám dị thú khải giáp màu đen kia diệt sát. Hơn vạn dị thú khải giáp, bên ngoài lân giáp của chúng còn có thần văn vô cùng đáng sợ, dẫn động lẫn nhau. Kỳ Linh sợ hãi uy thế như thế, hiển nhiên chúng có phương pháp liên thủ. Hơn vạn dị thú khải giáp liên thủ công kích, chỉ sợ sẽ vượt qua uy năng của các đạo quân nghịch thiên. Kỳ Linh chém giết 23 con dị thú khải giáp kia là vì số lượng của chúng quá ít, không thể hình thành liên thủ đại quy mô. Xem ra ta lấy vạn bảo kiếm sát đã làm kinh động tới tộc đàn dị thú khải giáp kia rồi, Kỳ Linh nói thầm. Ở nơi khác có thể gặp được một viên đã là vô cùng may mắn. Kỳ Linh đồng thời rất kiêng kỵ. Rốt cuộc đây là địa phương nào đây? Trong hư không ngay cả lực lượng vũ trụ bổn nguyên cũng phải tránh lui. Trong sương mù màu vàng có bảo vật giống như vạn bảo kim sát đã bị ta phát hiện 3 viên, đoán chừng tổng số không chỉ có 3 viên như thế thôi. Những dị thú khải giáp kia có một ít so sánh với đạo quân tứ bộ đỉnh cấp rồi. Đặc biệt là những dị thú khải giáp toàn thân ngăm đen kia, nó có thể áp đảo đạo quân tứ bộ. Nếu bọn chúng tụ tập với nhau, ta đoán Vĩnh Hằng Đế Quân đến gần cũng khó mà thủ thắng được. Nội tâm Kỳ Linh suy nghĩ thật nhanh, hiện tại còn chưa tới động phủ, bên ngoài đã đáng sợ như vậy, động phủ còn như thế nào đây? Vù! Sau khi đạt được viên vạn bảo kim sắt đầu tiên, phi hành qua 5 canh giờ, Kỳ Linh cũng tới động phủ nguy nga kia. Trung quanh động phủ tràn ngập sương mù màu vàng. Sao? Đây là... Kỳ Linh nhìn động phủ trước mặt, động phủ quá khổng lồ, ngay cả từng viện cũng tỏa ra chấn động đáng sợ, làm cho Kỳ Linh không dám sinh ra suy nghĩ trèo qua. Đó là cửa động phủ ư? Kỳ Linh lập tức bay tới cửa động phủ. Một lát sau, Kỳ Linh đi tới cửa động phủ, nhìn từ xa
cửa động phủ có đồ án thanh hoa đang chập chờn. Nó thánh khiết, tự nhiên, mặc dù vũ trụ biến ảo, thời gian trôi qua thì nó vẫn tồn tại vĩnh hằng. Đây là... Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn đồ án thanh hoa ở trên cửa động, thân thể run rẩy, ánh mắt mang theo một tia kinh hãi. Là thanh hoa ư? Chính mình lúc trước hợp nhất cửu trọng hỗn độn cấm chế mới có thanh hoa ấn ký này, mới có thanh hoa không gian. Đóa thanh hoa kia giống như đúc đồ án thanh hoa trên cửa động phủ. Xem ra cửu trọng hỗn độn cấm chế của ta có liên hệ với động phủ này rồi. Kỳ Linh nói thầm. Cũng không biết tam thanh đạo nhân năm đó làm sao đạt được pháp môn này. Dùng thực lực tam thanh đạo nhân, căn bản không có khả năng từ tam giới đi tới nơi này được. Từ tam giới tới nơi này còn rất xa, Kỳ Linh còn chưa khai hoang tới tam giới. Tiếp theo phía hư không này có sương mù nồng đậm, đạo quân thực lực hơi yếu cũng sẽ phải bỏ mạng tại chỗ. Cửa phủ ư? Ánh mắt Kỳ Linh nhìn vào thanh hoa, về sau hắn nhìn lên cửa phủ. Cửa phủ nguy nga, trên đó điêu khắc đồ án như rễ cây, nhìn như đồ án hỗn loạn, phức tạp. Nhưng thời điểm lọt vào trong mắt của Kỳ Linh, đồ án hình thành lực lượng vô hình và trực tiếp bao phủ nội tâm của Kỳ Linh. Vù! Kỳ Linh đứng ở trước cửa phủ, nhắm mắt lại. Đau đớn sâu trong nội tâm bị kéo ra lần nữa. Ta không yêu cầu xa vời, thần vương sẽ đưa sư tỷ về bên cạnh ta. Ta chỉ hy vọng sư tỷ có thể vượt qua những ngày đơn giản. Nếu được như thế, Kỳ Linh sẽ vô cùng cảm kích. Kỳ Linh quỳ trước mặt thần vương. Là ngươi tự đưa nàng ta vào vô tận địa ngục. Là ngươi tự tay ngươi. Thần vương phẫn nộ gầm thét. Ngươi không phải đã nói sao, sư tỷ ngươi chết là chết trong tay ngươi. Ta sẽ làm cho nàng ta chết chân chính. Trên chiến trường tam giới, ma thần Kỳ Linh ngửa đầu cười to giống như điên cuồng vậy. Là ta đẩy ngươi vào vực sâu vô tận. Là ta làm ngươi hồn phi phách tán, mất đi chân linh. Ký ức đau đớn nhất trong nội tâm sống lại và bành trướng. Những cảm xúc tự trách phóng đại ngàn vạn lần. Kỳ Linh hoàn toàn đắm chìm trong thống khổ và tự trách. Hắn đứng trước cửa động phủ và thân thể run rẩy. Áo giáp chúa tể, bổn mạng thần binh, đạo phù bảo vệ tính mạng không có khả năng trợ giúp Kỳ Linh vượt qua những tự trách này. Hồn phách của hắn rung động lắc lư, chân linh rung động lắc lư. Chẳng những là hắn, cho dù là Kỳ Linh đạo bào màu đen tại tam giới cũng sẽ như vậy. Pháp thân trong Thiên Tương Cung cũng lâm vào trong đó, giống như rơi xuống vực sâu, không ngừng trầm luân và trầm luân. Chết đi, cùng đi chết đi, cùng đi chết đi, cùng chết với sư tỷ của ngươi đi. Lực lượng vô hình đang dẫn dắt Kỳ Linh, hồn phách chân linh của Kỳ Linh rung động lắc lư, giống như sắp bị nghiền nát vậy. Nếu quả thật nghiền nát, thì bản tôn, nguyên thần thứ hai, thậm chí pháp thân sẽ mất mạng ngay tại chỗ và cùng một lúc. Thậm chí, ngay cả bổn mạng đạo phù cũng không thể kích phát. Đây chính là một ít thủ đoạn đáng sợ của đại năng giả đứng ở đỉnh phong của sinh mạng. Ta đã có lựa chọn, mặc dù làm lại lần nữa ta cũng sẽ lựa chọn như thế thôi. Bởi vì đó là chiến tranh quyết định vận mạng, sinh linh của tam giới. Chiến tranh trôi qua, phụ mẫu của ta cũng đã quay lại. Kỳ Linh ta trong vô số năm tháng sau đó nguyện dùng tính mạng và tất cả lực lượng của mình để cứu sống sư tỷ. Vì cứu sư tỷ trở về, ta sẽ không tiếc tất cả. Không ai có thể ngăn cản con đường này của ta. Kỳ Linh đứng trước cửa phủ và mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo phong mang trực chỉ bản tâm. Không ai có thể ngăn cản hắn đi trên con đường này cho đến tử vong vĩnh viễn. Rầm rầm rầm. Tâm lực mênh mông trong người Kỳ Linh kích động. Tâm lực của hắn càng ngày càng cường đại. Lúc này không ngừng giao hội trong thức hải. Chỉ cần trải nghiệm thêm một chút ít lực lượng vạn vật trong vũ trụ, lại tích lũy chút ít là có thể đột phá tâm lực tầng thứ 6. Cảm ơn ngươi, đại năng thanh hoa động phủ. Kỳ Linh áo trắng nhìn cửa phủ ở trước mặt. Cảm ơn ngươi làm đạo tâm của ta càng kiên định hơn trước kia. Đây là đạo của ta, là tâm của ta. Ta sẽ tiếp tục đi tiếp, trừ phi ngã xuống, chết đi trên đại đạo. Kỳ Linh đi ra phía trước. Oanh! Dường như điêu khắc đồ án trên cửa động phủ cảm nhận được đạo tâm kiên định đáng sợ của Kỳ Linh. Cho dù là ai cũng không thể ngăn cản đạo tâm này. Đây mới là người chân chính có hy vọng đi tới đỉnh phong. Sinh mạng có hy vọng đạt tới đỉnh phong đều là đại năng giả có đạo tâm kiên định đáng sợ. Cửa phủ lại tự động mở ra. Cửa phủ thanh hoa động phủ đóng chặt vô số năm tháng cũng được mở ra. Khi cửa phủ mở ra, Kỳ Linh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong. Hắn mở mắt nhìn động phủ nguy nga to lớn ức vạn dặm, uy năng đáng sợ từ bên trong tỏa ra bên ngoài. Lúc này
men theo trận pháp dẫn động hội tụ vào ba khu vực. Ba khu vực này có ba cây đại thụ. Sao? Đó là... Kỳ Linh nhìn thấy liền biến sắc. Ba gốc cây, một thân cây nằm ở nơi hẻo lánh, thân cây vặn vẹo giống như có cự long chiếm giữ. Cả thân cây này và lá cây tỏa ra ánh sáng màu lam. Trên đầu cành có ba quả trái cây, trái cây đều có màu tuyết trắng, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Xung quanh trái cây phun ra khí lưu màu xanh ra trời. Gốc cây thứ hai khổng lồ nhất, lá cây sum suê giống như mui xe to lớn che phủ phạm vi mấy nghìn vạn dặm. Kỳ Linh phát hiện gốc cây khổng lồ này chỉ có hai trái cây, đều là trái cây đỏ rực như máu, giống như chỉ cần đụng một cái là sẽ có thể máu chảy ra ngoài. Cây thứ ba là nhỏ nhất, thậm chí có thể gọi là cây giống. Nó có chừng một trượng, cả cây giống như hàn băng, mỗi một mảnh lá cây giống như có tác phẩm nghệ thuật. Trên đầu cành lá cây thưa thớt nhưng lại có 9 trái cây. Mỗi trái cây giống như một mặt trời loại nhỏ và tản ra hào quang sáng rực. Một trong 8 đại thánh huyết quả, thiên tinh thánh huyết quả ư? Ánh mắt Kỳ Linh nhìn vào gốc cây đỏ rực như máu trên đại thụ khổng lồ, ánh mắt mang theo rung động và mừng như điên. 8 đại thánh huyết quả, nếu như đám người thiên nhất đạo quân ở đây chỉ sợ chưa từng nghe nói qua. Kỳ Linh đạt được đan dẹp thất chương, trong đan dẹp thất chương có giới thiệu rất nhiều tài liệu luyện đan, trong đó giới thiệu về 8 đại thánh huyết quả. Đây là chân phẩm khó có được. Một cây thánh huyết quả thụ có thể làm cho đế quân điên cuồng, còn có thể làm chúa tể đại chiến. Thiên tinh thánh huyết quả, đây chính là thánh huyết quả thụ ư? Kỳ Linh nhìn gốc cây đại thụ tỏa ra uy năng ngập trời, lại nhìn sang hai gốc cây khác. Trong hai gốc cây, một gốc như có cự long vặn vẹo bao phủ thân cây, một cây lại giống với cây giống. Kỳ Linh cảm giác hai gốc cây này có uy năng không kém gì gốc thánh huyết quả thụ kia. Ta chỉ nhận ra thiên tinh thánh huyết quả. Kỳ Linh lắc đầu nói, ta căn bản không biết hai gốc cây kia. Hắn dựa vào đan dẹp thất chương mới biết được một cây trong đó, nếu không hắn cũng không nhận ra được gốc cây nào trong ba cây. Không biết có thể mang đi được hay không. Kỳ Linh cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không thử sao có thể biết rõ được đây. Kỳ Linh đi qua, hắn đi tới trước gốc cây nằm ở khu vực trung ương. Kỳ Linh duỗi tay phải ra, tay phải đồng thời tăng vọt nhanh chóng, hình thành bàn tay lớn mấy trăm vạn dặm, trực tiếp bắt lấy gốc đại thụ. Hắn muốn nhổ nó mang đi, động tác của Kỳ Linh rất chậm, sợ làm hư hao rễ cây. Oanh! Bỗng nhiên, mặt ngoài một cây đại thụ bộc phát uy năng, trực tiếp đánh bật tay của Kỳ Linh ra ngoài. Thật không thể mang đi sao? Kỳ Linh lại cười, việc này nằm trong dự liệu. Ba gốc cây này sinh trưởng trong động phủ, hiển nhiên là đại năng Thanh Hoa động cấy ghép ở nơi này, làm sao dễ dàng cho phép kẻ khác mang đi được đây. Không biết có thể hái trái cây hay không đây. Kỳ Linh trực tiếp hái một quả trái cây. Hắn dễ dàng hái quả trái cây toàn thân màu đỏ xuống. Trái cây bị hái xuống, một quả thánh huyết quả tới tay rồi. Kỳ Linh cũng hơi sững sờ, hắn chỉ thử mà thôi, không ngờ lại có thể hái xuống. Ta lại hái tiếp một quả xem sao. Kỳ Linh lại duỗi thân tay hái quả trái cây khác. Lúc này thánh huyết quả bộc phát uy năng cường đại ngăn cản Kỳ Linh. Còn thật nhỏ mọn à, một quả cũng đã đủ rồi, đa tạ. Và lúc này tại vị trí trái cây vừa bị hái, có năng lượng cường đại không ngừng lao tới, bắt đầu ẩn ẩn hình thành sương mù màu máu, hiển nhiên bắt đầu thay ngén trái cây mới. Một gốc thánh huyết quả thụ tối đa chỉ có hai quả trái cây, hái xuống một quả mới có thể tái sinh quả khác, đương nhiên hao phí thời gian rất dài. So với một gốc thánh huyết quả thụ liên tục sinh ra trái cây, giá trị một quả trái cây thấp hơn rất nhiều. Cho dù như thế, giá trị của quả trái cây cũng sánh ngang 2.000 vạn phương, có thể ngộ mà không thể cầu. Vẫn còn có hai cây khác kia. Kỳ Linh lại đi ngắt trái cây, nhổ cây ư không được, cho dù bẻ nhánh cũng không được. Dường như ba gốc cây này có linh tính, chỉ cho phép Kỳ Linh hái một quả trái cây xuống, về sau liền không cho Kỳ Linh tới gần. Ba quả trái cây ư? Kỳ Linh vung tay lên, hắn nhìn ba quả trái cây trôi nổi lơ lửng, một quả thiên tinh thánh huyết quả màu đỏ rực, một quả trái cây có sương mù màu xanh ra trời, một quả trái cây tỏa ra hào quang như mặt trời. Vì đại năng Thanh Hoa động phủ đúng là đại thủ bút, chỗ tốt rất lớn à. Kỳ Linh thu trái cây, sau đó tiếp tục dò xét. Lúc này hắn nhìn thấy một cây cầu hình vòm xinh đẹp, phía dưới cây cầu chính là dòng sông chảy qua, nước chảy thanh tịnh nhưng mang theo hàn khí. Hàn khí bay lên, nước sông không ngừng sinh ra hàn băng. Kỳ Linh đi lên cây cầu, hắn nhìn đồng cỏ xa xa đang có hai lão giả ngồi đối diện với nhau, cả hai đang đánh cờ, trước mặt còn có bàn cờ và quân cờ.
Nơi này còn có người tu hành ư? Kỳ Linh sững sờ. Hai lão giả ăn mặc giống nhau như đúc, tất cả đều là áo choàng màu xám. Lúc này cả hai đều quay đầu nhìn sang cây cầu hình vòm kia. Hai vị tiền bối. Kỳ Linh lúc này hành lễ. Khí tức hai lão giả nội liễm, Kỳ Linh không thể dò xét được. Chỉ nhìn thấy hai người, Kỳ Linh cảm giác uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Hắn hiểu nếu như động thủ chân chính thì hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có người từ ngoài đến nữa, đi vào động phủ sao? Một lão giả áo xám cười nói. Hai mắt của hắn là con ngươi màu bạc. Đã rất lâu rồi không có gặp người từ ngoài đến. Lão giả áo xám khác có con ngươi màu đỏ như máu. Lúc hắn nhìn sang Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng nhìn vào hắn. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, Kỳ Linh như nhìn thấy biển máu và sự chém giết vô tận vậy. Oán khí và sát khí trong đó làm cho Kỳ Linh phải run rẩy. Tuy tâm lực của Kỳ Linh không kém, cách tầng thứ 6 chỉ một bước chân, ngược lại cũng có thể thủ vững được bản tâm. Mới là đạo quân nhị bộ sao? Lão giả mắt đỏ cười lạnh, vung tay áo. Oanh! Tay áo như mang theo cả thiên địa và xuyên qua hư không, tốc độ nhanh tới mức Kỳ Linh không thể ngăn cản, trực tiếp đến trước mặt Kỳ Linh và đánh vào người hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Linh bất chấp suy nghĩ khác, lúc này hắn sử dụng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay cầm một thanh Bắc Hồng kiếm, kiếm quang hình thành lỗ đen to lớn, tay áo che khuất bầu trời, trực tiếp đánh vào kiếm quang của Kỳ Linh. Kiếm quang lập tức phá thành mảnh nhỏ, lỗ đen sụp đổ. Bành! Kỳ Linh cảm giác tâm huyết của mình sôi trào rất mạnh, lực lượng này làm cho Kỳ Linh chấn động. Hắn kìm lòng không được, bay ngược về phía sau, bay ra khỏi cây cầu và bay thêm vài trăm dặm mới ngã xuống đất. Hắn cũng lăn lộn trên mặt đất thêm vài dặm mới dừng lại hẳn. Kỳ Linh thanh tỉnh và nội tâm hoảng sợ. Ta có áo giáp chúa tế hộ thể, vậy mà bị đánh choáng váng trong nháy mắt ư? May mắn thân thể của ta có thể so sánh với vĩnh hằng pháp bảo hạ phẩm, nếu không cho dù có áo giáp chúa tế cũng phải chết thôi. Kỳ Linh cảm thấy may mắn. Tuy áo giáp chúa tể suy yếu lực lượng xuống còn một phần ngàn, thế nhưng lực lượng của vị này còn mạnh hơn cấm thuật của Thanh Phong Thánh Chủ quá nhiều. Kỳ Linh suy đoán đây là công kích của cấp độ vĩnh hằng đế quân. Đạo quân tứ bộ bình thường đã sớm bị diệt sát. Kỳ Linh có áo giáp chúa tể hộ thể, thân thể cường đại mới gánh vác được. Đầu óc của hắn hiện tại còn rất mơ hồ. Sao? Tên lão giả mắt đỏ kia cười lạnh, nhưng ngay sau đó hắn kinh ngạc. Không chết ư? Làm sao có thể không chết được? Một đạo quân nhị bộ chúng sát chiêu của ta mà không chết ư? Tiểu tử, đến trước mặt của ta, ta muốn nhìn ngươi thật kỹ. Lão giả mắt đỏ mở miệng nói. Đừng tới đây. Bên cạnh, lão giả mắt bạc lại lên tiếng nói ngay. Ngươi gàn vạn lần đừng bước qua cây cầu đá. Bên ngoài cầu đá là cấm địa của ta và lão giao hà này. Nếu ngươi tới gần thì hắn sẽ hạ sát thủ lần nữa đấy. Đại ca! Lão giả mắt đỏ tức giận nói. Người đang giúp ai vậy? Nhị đệ, một tiểu gia hỏa đạo quân nhị bộ mà thôi, giải buồn với chúng ta cũng tốt rồi, ngươi làm gì phải hạ độc thủ cơ chứ? Lão giả mắt bạc tức giận nói. Ta với người tốt xấu gì cũng là đế quân, liều mạng chém giết một tên đạo quân nhị bộ, ngươi không phát hiện ngươi nhập ma rồi sao? Đế quân ư? Chúng ta không phải là người tu hành, còn đế quân cái gì đấy? Lão giả mắt đỏ cười như điên, trong tiếng cười mang theo sự điên cuồng, thống khổ và oán hận. Lão giả mắt bạc nghe xong thân thể run lên, trong mắt mang theo bi ai. Hắn thở dài nói. Chúng ta vẫn còn hy vọng khôi phục tự do, hơn nữa làm cho hai người chúng ta lâm vào bước đường cùng là chủ nhân của động phủ, cũng không liên quan gì tới tiểu gia hỏa đạo quân nhị bộ kia. Ngươi cần gì phải chút giận lên hắn cơ chứ? Chủ nhân động phủ? Đúng, tất cả là do chủ nhân động phủ. Lão giả mắt đỏ gầm lên. Ta biết rõ cửu nhân là hắn, nhưng ta có thể làm gì sao? Hai chúng ta ở trước mặt hắn không có lực hoàn thủ, bắt hai ta như bắt con sâu cái kiến vậy, càng làm cho hai ta biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Ta cũng muốn báo thù à, nhưng ta không nhìn thấy hy vọng. Chủ nhân động phủ nói tương lai hắn sẽ trở về, sẽ thả chúng ta tự do. Thế nhưng bao lâu rồi chủ nhân động phủ rời đi? Đã 3000 vạn hỗn độn kỷ nguyên, chỉ sợ hắn sẽ không quay lại nữa đâu. Kỳ Linh bên ngoài cầu đá nghe xong cũng líu lưỡi. 3000 vạn hỗn độn kỷ nguyên ư? Đó là năm tháng dài cỡ nào đây? Một gã sinh tử đạo quân tuổi thọ đại nạn chỉ là 108000 hỗn độn kỷ nguyên. Vĩnh hằng đế quân chính là vĩnh hằng đế quân, ít nhất sống rất dài. Hơn nữa nghe hai vị đế quân này nói, dường như là bị chủ nhân động phủ bắt tới,
dùng thủ đoạn dễ dàng như bắt con sâu cái kiến vậy. Thật không hổ là tồn tại sáng tạo cửu trọng hỗn độn cấm chế mà. Kỳ Linh nói thầm, quả thật thần thông khó lường, có thể dễ dàng trói buộc hai vĩnh hằng đế quân, chỉ sợ có được thực lực của chúa tể thậm chí còn cao hơn. Giết, giết, ta luân lạc tới một bước này có tư cách gì thương cảm người khác đây? Đi tới động thủ này có được đại cơ duyên, ta muốn đám đạo quân có được đại cơ duyên kia trở thành đạo quân chết đi. Lão giả mắt đỏ sát khí trùng thiên, trong mắt mang theo huyết quang nồng đậm. Trừ phi tiểu tử này vĩnh viễn không đạp vào cầu đá, nếu không ta sẽ chém giết hắn. Ánh mắt lão giả mắt đỏ nhìn sang Kỳ Linh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ngươi, ai, cần gì phải làm như vậy chứ? Lão giả mắt bạc bên cạnh thấy thế thở dài nói. Lão giả mắt đỏ lại hừ lạnh, tiểu tử đi thôi, nhìn ngươi là đạo quân nhị bộ, có thể ngăn cản sát chiêu của nhị đệ ta, chỉ sợ cũng là đạo quân yêu nghiệt rồi. Lão giả mắt bạc nói, nhị đệ ta một lòng muốn ngăn cản ngươi, dùng yêu nghiệt như ngươi, nếu như trở thành đạo quân tứ bộ, có lẽ sẽ có hy vọng đánh bại nhị đệ ta. Trong động phủ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, còn có nguy hiểm hơn cả nhị đệ ta rất nhiều. Ta khuyên ngươi tốt nhất trở thành vĩnh hằng đế quân rồi lại đến nơi đây. Kỳ Linh bên ngoài cầu đá nhìn sang, thanh hoa ấn ký trong cơ thể hắn, thanh hoa không gian đang chấn động rất mạnh, có cộng minh khủng khiếp. Hiển nhiên thứ hấp dẫn thanh hoa ấn ký đang ở sâu bên trong. Thế nhưng hôm nay bên kia cây cầu đá còn có hai tên đại năng đế quân, đặc biệt một người trong đó tỏa ra sát ý kinh thiên. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu như ta dám can đảm đi vào, chỉ sợ lần này hắn sẽ trực tiếp bắt ta. Tuy Kỳ Linh rất muốn đi sâu vào bên trong thanh hoa động phủ, nhưng hắn hiểu rõ không thể làm như thế. Đi thôi đi thôi, lão giả mắt bạc nói. Tiểu tử, bên ngoài có ba gốc thần thụ, bên trong còn có bảo vật cơ duyên lớn hơn nữa, có phải rất muốn đi vào hay không? Ta biết rõ ngươi rất muốn đi vào mà. Lão giả mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh nói. Kỳ Linh chần chừ sau đó quay đầu rời đi. Vù, hắn nhanh chóng ra khỏi cửa lớn của thanh hoa động phủ. Lão giả mắt đỏ, lão giả mắt bạc đều nhìn bóng lưng của Kỳ Linh. Tiểu tử này đúng là quả quyết mà, lão giả mắt bạc tán dương. Quả quyết thì làm cái gì đây, chủ nhân động phủ lưu lại rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng lưu lại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hai ta năm đó trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, tùy ý bắt lấy canh cổng. Lúc trước hắn bắt đế quân, có nhiều kẻ còn cường đại hơn cả chúng ta, tất cả đều ở sâu bên trong động phủ. Lão giả mắt đỏ cười lạnh nói. Lão giả mắt bạc gật đầu, nghĩ tới cảnh tượng vô số năm tháng trước kia, hắn không kìm lòng được mà sinh ra sợ hãi. Hai người bọn họ là hai đế quân yếu nhất bị bắt mà thôi. Tiểu tử vừa rồi đúng là yêu nghiệt, nếu như thành vĩnh hằng đế quân, có lẽ hắn sẽ đánh bại tất cả tôi tớ mà chủ nhân động phủ lưu lại. Lão giả mắt bạc nói. Người nằm mơ đi, yêu nghiệt thành như vậy, thành đế quân khó khăn cỡ nào đây, một khi thành tiểu rất có thể là chúa tể rồi. Lão giả mắt đỏ lắc đầu nói. Bên ngoài thanh hoa động phủ, Kỳ Linh đi ra khỏi thanh hoa động phủ, trong nội tâm hắn kích động, hưng phấn và vội vàng. Hắn thực rất muốn tiến vào sâu bên trong động phủ và tìm được căn nguyên làm cho thanh hoa ấn ký cộng minh với mình. Thế nhưng có hai đế quân cản đường, không phải mình có thể đối phó được. Ta phải cứu sư tỷ, con đường này rất khó, thế nhưng tòa động phủ này chính là đại cơ duyên của ta. Kỳ Linh quay người, ngẩng đầu nhìn cái thanh hoa ấn ký kia. Nơi này tuyệt đối là một đại cơ duyên. Trong cảm giác tối tăm nói với Kỳ Linh rằng đây chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mượn nhờ cơ duyên này, rất có hy vọng lớn có thể phục sinh sư tỷ sống lại. Cũng không vội, ngồi bài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nóng vội không ăn đậu hũ nóng, chờ ta thành đạo quân tứ bộ rồi lại đến vậy. Kỳ Linh nói thầm, thành vĩnh hằng đế quân mình cũng không có chút lòng tin. Không quan hệ tới đạo tâm, đây là nguyên nhân rất nhiều đạo quân yêu nghiệt thất bại, làm cho Kỳ Linh hiểu đây là chuyện gian nan cỡ nào. Đặc biệt chính mình đi con đường kiếm đạo trung cực, chỉ sợ còn khó thành đế quân hơn cả Bối Tháp Lai Ách và Phong Nhất rất nhiều. Các yêu nghiệt tuyệt thế rất khó thành đế quân, bởi vì thành công chính là chúa tể. Chính mình nắm giữ kiếm đạo trung cực, muốn thành đế quân khó bao nhiêu đây. Tuy hắn nắm rất chắc thành đạo quân tứ bộ, khi đó xông vào thanh hoa động phủ còn nhẹ nhõm hơn hiện tại rất nhiều. Kỳ Linh nhìn thanh hoa ấn ký ở trên cửa động phủ nói. Ít nhất ở chỗ này giúp ta nhìn thấy hy vọng cứu sư tỷ.
lần sau đến nhất định phải đi thật sâu vào trong động phủ. Kỳ Linh rời đi, hắn rời đi nhưng nội tâm tràn ngập hy vọng. Bên trong hỗn độn hư không, tàu cao tốc tiếp tục tiến lên. Kỳ Linh khoanh chân ngồi ở trên bong tàu cao tốc, dò xét cảm ứng và lần lượt ghi lại những nơi nguy hiểm trên tinh đồ. Tô Vô Cơ ngồi bên cạnh rót rượu ngon cho Kỳ Linh, nàng hiện tại tươi cười dịu dàng. Tuy nói khai hoang cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng với tầng thứ như Kỳ Linh mà nói không xem là gì. Trước kia đi Thanh Hoa Động Phủ mới là nguy hiểm. Lúc ấy Kỳ Linh từ Thanh Hoa Động Phủ trở về, lúc đám người Tô Vô Cơ hỏi thăm, Kỳ Linh chỉ nói thiếu chút nữa chết ở bên trong rồi. Đám người Tô Vô Cơ nghĩ mà sợ, hiện tại nàng có thể ở cùng Kỳ Linh mới cảm thấy an tâm. Chủ nhân, chỗ kia quá nguy hiểm, về sau ít đi những nơi nguy hiểm như thế mới là tốt. Tô Vô Cơ nói, yên tâm, có lẽ tao thật lâu sau mới đi tới đó. Kỳ Linh nói, thật lâu về sau cũng không được. Tô Vô Cơ liền nói, khi đó ta đã có lắm chắc, hiện tại ta không được. Kỳ Linh lắc đầu, trong vô tận cương vực, hắn tuyệt đối tính là một phương đại năng. Dù sao, hắn có thể ngăn cản sát chiêu của đế quân mà còn sống không chết. Nếu như chuyển đi cũng đủ thành tựu uy năng lớn lao. Tuy mục tiêu của Kỳ Linh rất cao xa, cho dù một ít đạo quân nghịch thiên, chỉ sợ cũng rất khó phục sinh một sinh linh mất đi chân linh. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 30 năm. Ha ha. Trong hư không hỗn độn, Kỳ Linh ngồi trên bong tàu cao tốc và buông tinh đổ xuống, hắn cười ha hả. Sao, như thế nào rồi chủ nhân? Tô Vô Cơ và Đan Bảo đều rất buồn bực. Khai hoang chấm dứt rồi, cuối cùng đã đến. Kỳ Linh cười nói, đây là nơi ta quen thuộc, từ Đại Mạc Vực tới quê nhà của ta, xem như ta đã khai hoang xong một tinh lộ rồi. Có nguyên thần thứ hai làm tham chiếu, Kỳ Linh không có mất phương hướng. Khai hoang hơn 300 năm, rốt cuộc cũng đến tam giới. Trong hư không hỗn độn ngoài tam giới, bên trong động phủ của Kỳ Linh, Kỳ Linh áo trắng mang theo Tô Vô Cơ xinh đẹp và Đan Bảo đi vào trong động phủ, mà trong động phủ có Kỳ Linh đạo bào màu đen đang ngồi. Này, này! Tô Vô Cơ và Đan Bảo đều hết sức giật mình. Trước kia bọn họ phát ra lời thề sẽ không tiết lộ tin tức quê quán của Kỳ Linh ra ngoài, cho dù là con đường khai hoang hay tinh không tinh khiết kia và tam giới bọn họ nhìn thấy đều không được tiết lộ ra. Bọn họ vô cùng giật mình. Sao, như thế nào? Đan Bảo, Vô Cơ, không quen biết ta sao? Kỳ Linh đạo bào màu đen cười nói, là nguyên thần thứ hai ư? Tô Vô Cơ và Đan Bảo đều lên tiếng. Trong đạo quân rất ít có nguyên thần thứ hai. Kỳ Linh áo trắng vung tay lên, một bức họa quyển bay ra, bay về phía Kỳ Linh đạo bào màu đen. Trong họa quyển này ẩn chứa động thiên, bên trong có vô số pháp môn tu hành và thần thông Kỳ Linh đạt được tại Thiên Thương Cung, đồng thời cũng có một ít bảo vật đạt được từ trong tay của địch nhân Hố Phong đạo quân. Còn có hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch các loại. Chỉ cần hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch cũng là 1.000 vạn phương, Kỳ Linh xem chừng cũng đủ làm trụ cột cho tam giới. Tam giới cũng có thể quật khởi chân chính rồi. Kỳ Linh khẽ gật đầu. Tại Minh Tâm Đảo, Yên Sơn, Đại Hạ Thế Giới, hai phu thê Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết hôm nay đang dạo chơi với cháu gái Kỳ Minh Nguyệt khắp tam giới. Ngay cả Bạch Thúc đều chủ động đi cùng, làm cho Minh Tâm Đảo hơi yên tĩnh chút ít. Phù, Kỳ Linh đạo bào màu đen từ trên cao đáp xuống. Công tử, Thu Diệp cảm ứng được liền lập tức chạy đi ra. Thu Diệp tí, Kỳ Linh đạo bào màu đen cười nói, Tiểu Thanh và Tiểu Vũ đâu rồi? Nàng ta và Tiểu Vũ cũng ra ngoài du ngoạn, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Thu Diệp nói, Thu Diệp tí, bọn họ ra ngoài du ngoạn, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi. Kỳ Linh nói, đừng luôn đứng ở Minh Tâm Đảo này. Ở trên đảo luôn phải lưu người, nói không chừng công tử ngươi sẽ quay lại mà. Thu Diệp cười nói, hiện tại ngươi đã trở lại. Kỳ Linh cười cười, có mấy lời cũng không cần nói nhiều. Thu Diệp hầu hạ hắn từ nhỏ, cả hai còn thân hơn tỷ đệ ruột thịt. Thu Diệp tí, đi theo ta. Kỳ Linh nói xong liền đi vào sâu trong Minh Tâm Đảo, Thu Diệp cũng đi theo sau. Lúc này đi lên ngọn núi phía sau đảo, Kỳ Linh đứng giữa sườn núi và vung tay lên. Vù, một tòa tiên phủ tọa lạc tại nơi này. Ồ, Kỳ Linh nhìn cửa chính tiên phủ, lập tức cửa chính tiên phủ xuất hiện bốn chữ lớn, Tam Giới Bí Các. Sao, đây là... Thu Diệp thấy thế có chút nghi hoặc. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là địa phương trọng yếu nhất của tam giới, Kỳ Linh nói. Trong lúc này gửi vô số pháp môn thần thông bí thuật, bởi vì đều có chút lợi hại, thực lực yếu kém
Không xem không hiểu. Xuất hiện đi. Kỳ Linh vung tay lên. Lúc này có một khôi lỗi hùng tráng cầm tấm chắn xuất hiện, chính là khôi lỗi Mặc Sát bị Kỳ Linh thu phục ở Linh Tiên Giới. Hắn có thực lực đạo quân tam bộ. Chủ nhân, khôi lỗi cung kính hô lên. Từ khi Kỳ Linh đột phá đến đạo quân, ngay cả bốn khôi lỗi được Thuyết Giám Đế Quân đề tặng cũng bị Kỳ Linh thu phục. Mặc Sát càng tin phục Kỳ Linh hơn trước. Bộ dáng của ngươi đừng có dọa hỏng người chân đạo, biến thành bộ dáng người tu hành đi. Kỳ Linh tươi cười phân phó. Vâng. Khôi lỗi Mặc Sát lập tức biến ảo, biến thành nam tử áo bào xám. Kỳ Linh gật đầu. Từ hôm nay trở đi, người sẽ thủ hộ tam giới bí các này. Nếu ta không cho phép, không ai có thể tự tiện xông vào. Bên cạnh là tỷ tỷ Thu Diệp của ta, nàng có thể tùy thời đi vào xem xét tất cả thần thông bí thuật bên trong. Công tử không thể sàng bẫy, đây chính là tam giới trọng địa. Thu Diệp liền nói. Ta xây dựng tam giới bí các là để Thu Diệp tỷ ngươi nhìn xem, lại tính toán một chút, chỉ cần đừng tùy ý truyền ra ngoài là được. Kỳ Linh nói. Hiện tại tam giới bí các còn chưa có quy củ kỹ càng, về sau ta sẽ tâm sự với sư phụ và định ra quy củ. Không có quy củ không thành vuông tròn được. Đến lúc đó Thu Diệp tỷ và Minh Nguyệt phụ mẫu của ta cũng phải tuân theo quy củ. Ta hiểu rồi. Thu Diệp gật đầu. Những người chí thân cũng nên tuân thủ chút ít quy củ. Thế nhưng bọn họ sẽ có quyền hạn lớn nhất. Bọn họ có thể tùy ý xem xét tất cả pháp môn, chỉ không được tùy ý truyền ra bên ngoài. Cho dù là thế lực nào trong vô tận cương vực đều làm như thế. Một khi truyền ra bên ngoài, rất có thể tương lai sẽ xuất hiện một ít tình huống không khống chế được. Đây chính là thánh địa tu hành ư? Bồ Đề lão tổ lật xem những pháp môn trong đó, hắn nắm chìm trong suốt mấy ngày mới thanh tỉnh trở lại, lập tức kinh động cảm thán. Đây là tích lũy vô số năm tháng của Thiên Thương Cung, trong nội tâm của người tu hành tại vô tận cương vực cũng là thánh địa tu hành đây. Kỳ Linh cười nói. Những pháp môn này có rất nhiều, đầy đủ tu hành tới sinh tử đạo quân. Dù sao tam giới chúng ta chỉ là một thế giới hỗn độn, có thể thành thế giới cánh cũng là cao rồi. Thành sinh tử đạo quân rất ít đói, tin tưởng bọn họ sẽ tiến vào vô tận cương vực tìm kiếm cơ duyên của mình. Bồ Đề vô cùng vui mừng nói. Tương lai tam giới bất khả hạn lượng. Đồ nhi, ngươi đã định ra căn cơ cho tam giới. Ta vốn tưởng rằng nữ hoa nương nương lúc trước sau khi rời đi sẽ quay trở về trợ giúp tam giới, ai ngờ đồ nhi ngươi đã đi trước bước này. Kỳ Linh nói. Ta không phát hiện nữ hoa nương nương trong vô tận cương vực, thậm chí các lãnh thổ chung quanh đại mạc vực cũng không có nữ tu cường đại như nữ hoa nương nương xuất hiện. Ta đoán nữ hoa nương nương rất có thể khi rời khỏi tam giới đi vào trong vòng xoáy thông địa đã bị vết nứt không gian mang đi rồi, truyền tống tới khu vực xa lạ. Nữ hoa nương nương trong tình huống không có chỉ điểm và pháp môn, nàng dựa vào pháp môn tự nghĩ ra và thành tựu thế giới thần, thiên phú cao không thua gì Kỳ Linh. Một khi ra ngoài chỉ cần được một ít chỉ điểm, khẳng định nhất phi trùng thiên. Theo lý thuyết chỉ sợ đã sớm thành sinh tử đạo quân. Kỳ Linh không tra ra được bất cứ tin tức nào. Bồ Đề cũng lo lắng nói. Tất cả tùy duyên mà thôi. Vòng xoáy thông đạo kia, tổ thần tổ tiên ra vào cửu tử nhất sinh. Mặc dù là thế giới cảnh, vận khí hơi kém sẽ rơi vào khe nứt không gian. Chẳng lẽ người tu hành trong tam giới không thể đi ra ngoài được hay sao? Sư phụ yên tâm, ta hao phí một ít năm tháng bằng vào cảm ứng giữa bản tôn và nguyên thần thứ hai đã mở ra một con đường đi thông tới đại mạc vực. Kỳ Linh tươi cười và xuất tinh đồ ra. Sư phụ mời xem. Sao, đại mạc vực tới tam giới ư? Bồ Đề lộ ra thần thái kinh hãi. Hắn cầm tinh đồ của Kỳ Linh xem xét. Sau khi xem xét, râu tóc bạc trắng của hắn chấn động. Lúc này hắn cười nói. Đồ nhi, có tinh lộ này, người tu hành tam giới có thể đi vào vô tận cương vực. Trước kia ta và Phong Ma còn đang phiền não việc này. Ta và hắn chuẩn bị sau khi thành thế giới cánh sẽ đi vô tận cương vực ngao du một phen, chỉ phiền não vòng xoáy thông đạo kia thôi. Đúng rồi, Bồ Đề liền nói. Tinh đồ rất quan trọng, mỗi người quan sát phải lập lời thề tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Đúng, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kỳ Linh nói. Đồ nhi lưu lạc trong vô tận cương vực, nó không chừng tương lai sẽ gây ra đại địch. Một khi tam giới bạo lộ, nó không chừng sẽ bị trả thù điên cuồng. Có chút đạo quân đúng là điên cuồng, đặc biệt là đạo quân hợp đạo thất bại sẽ trắng trợn đồ sát. Chuyện đồ sát tất cả sinh linh trong thế giới hỗn độn cũng có, càng không cần nói đến điên cuồng trả thù quê quán của Kỳ Linh.
Bồ Đề cũng trịnh trọng gật đầu. Kỳ Linh và Bồ Đề thương lượng và định ra quy củ. Đây chính là khởi nguồn của một phương thế lực, là căn cơ phát triển lâu dài. Hai người Bồ Đề, Phong Ma đều ở lại tam giới bí các quan sát hơn 100 năm, thu hoạch càng lớn. Về sau hai người bọn họ có ý định đột phá thế giới cảnh. Kỳ thực hai người bọn họ sớm có thể đột phá, chỉ là pháp môn bí thuật trong tam giới bí các hấp dẫn bọn họ, lúc này thời gian kéo dài không ít. Trước có bản cổ, sau có nữ oa, rồi Kỳ Linh, Bồ Đề Phong Ma cũng bước ra được một bước này, trở thành thế giới cảnh. Hai người bọn họ trở thành thế giới cảnh là chuyện vài chục năm sau, lúc này cùng rời khỏi tam giới, men theo tinh lộ Kỳ Linh mở ra và đi vào Đại Mạc Vực. Sư phụ, Phong Ma! Một đám tiên ma không ngừng đi ra đưa tiễn. Kỳ Linh đạo bào màu đen càng nhắc nhở. Vô tận cương vực nguy hiểm, trùng trùng điệp điệp, thế giới cảnh vẫn không thể tùy ý lang thang phiêu bạt được. Tốt nhất nên học hỏi kinh nghiệm ở các cương vực chung quanh Đại Mạc Vực. Yên tâm, nghe nói Đại Mạc Vực có hơn 10 vạn thế giới hỗn độn, còn có rất nhiều đạo quân di tích đầy đủ để chúng ta lưu lạc. Bồ Đề cười nói, hai lão gia hỏa chúng ta, một am hiểu thời không, một am hiểu tốc độ, cái khác không được, hai chúng ta là hảo thủ vệ, bảo vệ tính mạng cho nhau. Phong Ma cũng cười nói, hai người bọn họ đều rất sung sướng. Ban đầu ở tam giới, nội đấu người chết ta sống, có nguyên nhân là do tâm ma chi chủ gây ra. Tâm ma chi chủ gây sóng gió, kỳ thật Phong Ma đã muốn ra ngoài lưu lạc, Bồ Đề cũng khát vọng với bên ngoài. Hai người bọn họ vào lúc Kỳ Linh nhỏ yếu, một am hiểu tốc độ nhanh nhất tam giới, một am hiểu thời không nhất đạo. Hôm nay cảnh giới hai người rất cao, liên thủ lại, trong thế giới cảnh có thể giết bọn họ không nhiều. Một đường phải coi chừng. Bồ Đề, cẩn thận. Sư tôn. Các tiên ma tam giới nhắc nhở, cũng đưa mắt nhìn Bồ Đề, Phong Ma đi lên con đường đi ra ngoài. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 201 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.